Chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trịnh Minh Thắng là giám đốc điều hành của AT&T Travel and Tours. Xin trân trọng kính chào khán giả. Xin chào anh Trịnh Minh Thắng. Chào anh Thái và chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, làm chương trình truyền hình online với người Việt nhiều năm vừa qua mà đây là lần đầu tiên được ăn mặc thoải mái thế này, bởi vì anh Thắng anh vừa mới đi xa về, anh cho mượn một cái áo mặc cho nó hợp với chương trình Thế giới trong tầm tay. Có nhiều người ví von khi họ biết anh chồng Nguyên Thắng rằng anh là người đi như là chim bay, cứ về tới phi trường xong lại đổi vali để đi tiếp. Anh vừa mới đi đâu về phòng? Chúng tôi vừa có dịp đến Tây Âu, tức là đến thăm nước Anh, nước Pháp, Thụy Sĩ và nước Ý. Hôm nay thì anh cho tôi nghe về nước Anh. Tôi tin rằng rất nhiều quý thính giả của Người Việt TV cũng đã đi Anh rồi và có những người có thể cũng chưa đi. Cá nhân tôi thì cứ luẩn quẩn ở cái vùng chung quanh tòa soạn, chưa đi ra thế giới bên ngoài bao giờ cả. Nước Anh ra sao cho mắt ông Thắng? Nước Anh thì chúng ta phải nói đến thành phố London. London coi như là thủ phủ đô và cũng là một cái trái tim chính của Vương quốc Anh. Nói đến Vương quốc Anh mà không nói đến London tức là mình không thể nói về nước Anh được. Thành thử chúng ta có thể dịp nói về London. Nói đến London thì có những cái thắng cảnh rất là nổi tiếng. Vì trước khi nói về London cho tôi hỏi cái này này, đọc tin tức báo chí là thường thường họ dùng hai cái chữ khác nhau, một cái chữ là Kingdom of Great Britain và một cái chữ là England, thì khác biệt nhau làm sao? Một cái gọi là Vương quốc Anh, chúng ta phải nói được Kingdom of the Great Britain, tức là Vương quốc Anh, và England gọi là Anh quốc thôi, thì có nghĩa là nước Anh, nhưng mà nước Anh nằm trong cái Vương quốc Anh. Vương quốc Anh chúng ta phải nói đến bốn xứ, trong đó Scotland, England, xứ Wales và một cái là phía Bắc Ái Lan, tức là Northern Scott Ireland. Như vậy là England là nằm trong Kingdom of Great Britain. Đúng vậy anh. Thành thử cái lá cờ mà chúng ta nhìn đó là cái màu xanh mà có hình chéo sọc trắng đỏ đó, thì cái đó gọi là Vương quốc Anh. Còn nếu mà nước Anh không đó thì chúng ta có thể nhìn qua cái hình ảnh một cái lờ màu trắng mà trong đó có hình chữ thập thánh giá mà nằm nghiêng đó, thì đó là cái gọi là cái nước Anh. Anh có thể nói cho nghe về thủ đô London. Nói đến thủ đô London thì đây là một cái trái tim chính của nước Anh, và nước Anh phải nói là nước không có thủ đô London thì có lẽ ít người biết được nước Anh, tại vì nước London đó nó có những cái di tích lịch sử, nó có những công trình văn hóa và nó có những cái gọi là vĩ nhân của thế giới đều nằm ở cái gọi là trái tim của nước Anh là London. Và chúng ta đến thăm đây thì chúng ta được thăm những như cái lâu đài Windsor, là một trong những lâu đài hiện tại mà vẫn còn dùng như là cái cung điện mùa hè cho hoàng gia nước Anh. Và sau đó phải nói đến là Buckingham. Nhưng mà những cái đó thì chúng ta chỉ nói về vương triều, nhưng mà nói đến những cái gọi là lịch sử chính trị hiện đại của nước Anh thì phải nói đến cái nghị viện ở ngay bên cạnh dòng sông Thames, mà chúng ta biết qua những cái như Big Ben, chúng ta biết đến những cái tower như Victoria Tower, và chúng ta biết đến những cái chỗ mà làm việc của thủ tướng nước Anh thì nó nằm ngay trong Westminster City. Thưa anh, khi anh dùng chữ City of Westminster, tại vì chúng ta đang ở sống ngay tại Westminster miền Nam California, tại có phải là Westminster của California này đó, nó họ lấy cái tên xuất phát từ nước Anh không? Tôi có viết một bài về cái City of Westminster của nước của London, và sau đó nói là cái City of Westminster của chúng ta ở đây. Thì có lẽ một phần nào thì cái chữ Westminster đó nó cũng được mang từ cái bên nước Anh sang đây. Cái lý do là ngày xưa thì những giáo phái tôn giáo tại nước Anh cũng đã có dịp di chuyển sang đất Hoa Kỳ, và họ đã có một vị giáo sĩ, một vị tu sĩ, họ đã dừng ở ngay đây và họ lập ra và họ dùng cái chữ Westminster để mà ám chỉ cái khu vực này. Và cũng giống như Little Sài Gòn, ngày xưa chúng ta ở bên Việt Nam chúng ta có Sài Gòn, nhưng mà khi mà chúng ta di cư sang đây chúng ta gọi là Little Sài Gòn, thì đó cũng là một trong những cái dư âm, một cái ảnh hưởng có mang một nét văn hóa của nó đi từ một cái đất nước khác sang đến tận đây. Xem phim ảnh cứ mỗi lần mà có đại lễ của nước Anh, chúng ta thường thấy những cái đội kỵ binh mặc quần áo rất là đẹp, đội cái nón bằng lông cao, hay là thí dụ trong đám cưới của ông hoàng tử Charles chẳng hạn với cô Diana phải không, gọi là huy hoàng ghê lắm. Cái chỗ đó nó diễn ra ở khu vực nào? Nếu tôi nhớ không lầm thì ông Charles với cô Diana thì lại làm ở cái thánh đường Saint Paul, nhưng mà khi mà cô Diana cũng mất đó
thì cô được làm cái tang lễ ở ngay trong Westminster Abbey. Đó là hai cái thánh đường nổi tiếng của nước Anh, và nhất là Westminster Abbey, đó là một cái vừa là một giáo đường, vừa là một thánh đường, và đồng thời là một cái di tích lịch sử, nơi an nghỉ của những vị vua nổi tiếng của nước Anh, và đồng thời là nơi an nghỉ của những vĩ nhân của nước Anh nói riêng và của thế giới nói chung. Thế cái cung điện của nữ hoàng nằm ở đâu? Cung điện thì nói đến cung điện của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đó, chúng ta có thể nói nếu nơi bà cư trú bây giờ là Buckingham Palace. Nhưng mà nếu tôi không lầm thì nữ hoàng có tất cả 5 cái lâu đài để bà có thể di chuyển, bà thích thú ở chỗ nào, và mỗi mùa đông, mùa hè, mùa thu thì bà ở mỗi nơi một chút. Chẳng hạn như chúng ta đến thăm Buckingham Palace thì chúng ta không có được vào trong, chúng ta chỉ có được nhìn quan sát bên ngoài với những đội lính canh gác, và đôi lúc chúng ta được xem những cái đội canh gác đó họ thay đổi lính gác. Thì đó là một trong những cái nghi lễ rất là nổi bật của Buckingham Palace. Nhưng mà nếu mà muốn xem những cái sinh hoạt bình thường của cái hoàng gia nước Anh đó, chúng ta phải đến Windsor Castle. Cái Windsor Castle nó nằm cách xa Buckingham khá xa, cũng có thể tới khoảng 40 cây số, 50 cây số. Và chúng ta đến thăm ở đây, chúng ta sẽ được có dịp chúng ta nhìn những cái gọi là viện bảo tàng của hoàng gia Anh và những cái đội kỵ binh từ ngày xưa của nước Anh nó nổi tiếng như thế nào. Và đồng thời chúng ta đến đó, chúng ta sẽ biết được những cái sinh hoạt của hoàng gia Anh và đồng thời những cái buổi đổi gác của lính. Cái mục đích có lẽ tôi vẫn nghĩ rằng cái buổi đổi gác của lính hoàng gia Anh đó, mục đích dành cho du khách. Thành ra khi mà họ làm chuyến đổi gác, họ làm rất là dài và chúng ta có dịp thưởng thức rất là lâu ở cái Windsor Castle. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ trở lại ngay chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng, là giám đốc của AT&T Travel and Tours, sau ít phút thông tin thương mại. Trở lại chương trình với anh Trần Nguyên Thắng. Thưa anh, cái Buckingham và Windsor phải không ạ? Là cái chỗ của hoàng gia ở và làm việc. Thế thì số 10 Downing đó là cái gì? Số 10 Downing đó là một cái building mà nơi đó mà ông thủ tướng của nước Anh ở đó làm việc. Và chúng ta có dịp chúng ta đi, nếu chúng ta đi con đường nối liền giữa Westminster Abbey, Westminster Abbey đó, đó là cái thánh đường và là nơi mà tôi vừa trình bày là nơi an nghỉ của các vua chúa ngày xưa của nước Anh đó, thì cái nối liền cái đường đó nó gọi là con đường nghị viện, kéo dài đến Trafalgar Square, đến quảng trường Trafalgar, và trên con đường đi đó thì cái dinh thủ tướng nằm ở trên đó. Trafalgar là như thế nào? Trafalgar Square đây là một cái nơi mà người dân nước Anh, thủ đô London thường hay đến tụ tập biểu tình hay để đưa những ý kiến của mình. Nhưng đồng thời đây cũng là giống như cái Times Square của New York của chúng ta đó. Là Trafalgar Square là nơi mà mỗi năm vào lễ Giáng sinh họ đã dựng một cái thông rất là lớn ở đây để mừng lễ Giáng sinh. Và đồng thời đó chúng ta có thể có những cái nhà gọi là cái nhà triển lãm và có một cái thạch trụ rất là lớn để tức gọi là làm vinh danh cho một vị tướng tài ba của nước Anh, đó là Đô đốc Nelson, người đã đánh thắng Napoleon bằng các trận hải chiến. Thì anh Thắng, tôi có được dịp được tiếp xúc một vài người Anh đó, thì tôi thấy rằng hình như cái tiếng Anh của người Anh nó khác tiếng Anh của người Mỹ. Đúng vậy. Và có thể là mình không quen thôi, mình nghe có người thì nói thanh thoát hơn, nhưng mà có người nói như là gần giọng, như là hơi cãi nhau. Tôi nói thí dụ như cái ông tướng mà Montgomery chẳng hạn, hay là một cái anh bình luận gia của đài BBC mà Anh Quốc, thí dụ anh bảo it's okay, thì anh qua mới nói nhiều lần, anh có nghe được, có dễ dàng anh ngữ của người Anh. Ra người Anh có lẽ tôi nghe cũng còn dễ hiểu, nhưng mà nếu anh có dịp đi đến New Zealand cũng là một cái đất nước mà ngày xưa thuộc về vương quốc Anh, thành thử cái lối nói của người New Zealand đó cũng rất là đặc biệt. Chẳng hạn như lần đầu tiên tôi đến New Zealand đó, họ nói là chữ today của mình đó, cứ today. Thực sự từ ngay lúc đó mình không hiểu gì cả, nhưng mà phải sau nhiều lần tiếp xúc tôi mới hiểu, à có nghĩa là ngày hôm nay. Anh nói như vậy làm chúng tôi nhớ, thưa quý vị khán giả, có một thời gian chúng tôi lái taxi bên Hawaii, cứ nghe trên máy dispatch cho tôi là tổng đài họ gọi cho cái xe taxi ấy, họ bảo anh là người có thể hiểu được người Úc nói cái gì, thì đây là mấy ông Úc cũng nói it's nổi tí nổi. Tôi đối anh là cái gì it's nổi tí nổi. Để thưa quý vị, đó là 9 đồng 99, đây là 9.99, mà bỏ it's nổi tí nổi. Bây giờ trở lại vấn đề của nước Anh. Thế anh, hồi còn bé lớn lên mình đọc về dân chủ, các quốc gia dân chủ, mình có được biết là ở bên nước Anh nó có một cái nơi mà dân chúng đấy nó tha hồ đăng đàn, muốn diễn thuyết, muốn mắng mỏ chính phủ, muốn chỉ trích, mà không ai nói gì cả. Cái nó nằm ở đâu?
Tôi vẫn chưa hiểu ý anh Thái. Một cái nơi mà dân chúng bày tỏ cái sự bất mãn của mình bằng cách họ đến, họ diễn thuyết, họ chống đối chính phủ, họ chửi chính phủ mà không sao cả. Tôi không biết chỗ anh Thái đang hỏi là ở đâu, thế tuy nhiên phải nói thêm như này. Khi chúng ta đi trên con đường nghị viện đến số 10 mà anh vừa nói Downing Street á, thì phía bên kia đối diện là dân chúng họ đứng biểu tình và họ hò hét và đòi hỏi những ý kiến của họ trước riêng thủ tướng, và họ muốn là người đứng đầu của cái chính quyền nước Anh phải lắng nghe những cái gì họ bày tỏ ý kiến, và cái điều đó là chúng ta có thể nhìn thấy ngay trước riêng thủ tướng. Có lẽ là đó là cái điểm đó. Và với lại có một cái nữa là tôi vừa mới đọc được một cái bài, họ nói rằng cái tháp chuông hả? Nó gọi là Big Ben là tháp đồng hồ. Hình như không bao giờ nó ngưng cả mấy trăm năm rồi. Cái tháp đồng hồ dĩ nhiên cho đến bây giờ thì người ta nói nó vẫn chạy, dĩ nhiên phải không mất còn nhiều cái công trình để mà tu bổ để cho cái đồng hồ đó được chạy. Thì tuy nhiên cái rất là quan trọng, tại vì cho đến năm 2012, nếu tôi nhớ không lầm, 2012 hay năm 2012 thì nữ hoàng Elizabeth đã được trị vì đúng 60 năm. Thì cái tháp Big Ben mà chúng ta hay gọi là cái tháp đồng hồ Big Ben á, thì được đổi qua cái tên của vị nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, mục đích là để gọi là vinh danh cho bà trong cái thời gian trị vì 60 năm của bà. Tức là cho đến hôm nay chúng ta là 2016, thì tức là nữ hoàng đã trị vì được, Elizabeth đã trị vì được 64 năm tại nước Anh rồi. Thưa anh, đến giờ khi mà anh nói về nước Anh đó, thì tôi cảm tưởng là anh nói với những người thích lịch sử, này, thích văn hóa thôi. Nhưng mà bây giờ với những người thích shopping thì sao? Shopping thì bất cứ chỗ nào. Và cái shopping là chúng ta đi từ bất cứ ngõ ngách nào ở ngay cái thủ đô London đó, đi từ cái city Westminster, chúng ta đi tới cái city of London, đó là hai city chính mà chúng ta có thể nhìn được những cái di tích lịch sử, những cái thắng cảnh, những cái sightseeing chính nằm đó. Thì chung quanh hai bên đường đều là những cái shopping để chúng ta có thể mua, bán những cái gift souvenir. Thế tuy nhiên nếu mà anh hỏi mà những cái shopping mà kiểu giống như sang trọng, thì chúng ta cũng thể đến được ở Kingston, gần chỗ cái chỗ nó bán mấy cái ví mà với chữ LV đó, tức là chữ L và chữ V đó, Mark Spencer chẳng hạn, hoặc là những cái shopping lớn là Victoria Mall, thì đó là những cái shopping khá lớn. Dĩ nhiên nói lớn hơn Mỹ thì không có lớn hơn được Hoa Kỳ của chúng ta. Thế nhưng mà hỏi có đắt tiền hơn thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn. Và hàng hóa của nước Anh, dĩ nhiên nếu mà Make in England á, nó vẫn có cái giá trị riêng của nó. Nhưng nếu anh mua Make in China, dĩ nhiên cái giá cả nó xấu. Nhưng mà cái áo này anh mua ở đâu? Mua London à? Cái đó thì tôi mua ở chỗ khác. Vâng. Thưa anh, về thức ăn, nghe nói là thức ăn London đắt lắm. Đắt. Tại vì khi chúng ta đến London, chúng ta phải hình dung ra một cái chuyện này. Chúng ta không được xài tiền dollars, mà chúng ta cũng không xài tiền euro, mà chúng ta xài tiền pounds. Sterling. Mà pounds đó, thì một pound tùy theo cái hối suất của nó. Thành đã có thời gian đó, tôi đi sang Anh với cái điều một pound là có 50 cent tiền đô la Hoa Kỳ. Thì chúng ta tưởng tượng, nếu chúng ta ăn một bữa ăn 20 pound, tức là bình thường lắm. 40 đô la Mỹ. Tức là 40 đô la Mỹ mà vẫn rất là bình thường. Thành thử anh có thể hình dung cái chuyện đó với một cái giá sinh hoạt tại London. Thế tuy nhiên nếu mà cái giá cả của cái tiền pound nó thay đổi, ví dụ như 100 đô la của chúng ta đổi ra được 60 hay 70 pound, chúng ta đỡ hơn rất nhiều. Nhưng nếu chúng ta chỉ có đổi sang 50 pound cho 100 đô la thì chúng ta thấy sinh hoạt so với đất nước Hoa Kỳ thì quả thực là kinh khủng. Chúng ta chỉ còn một phút thôi. Hỏi thật lẹ, anh đi khắp nơi trên thế giới, mỗi lần xách vali đi thì anh có nhớ tới một người rất nổi tiếng của Việt Nam nói về cái giấc mơ được ra đi liên quan đến cái vali không? Không biết anh Thái. Ông Nguyễn Tuân. Nhà văn Nguyễn Tuân nổi tiếng của Việt Nam viết một câu thế này. Ông chỉ mong là khi ông chết đi đó, cái da của ông người ta thuộc làm cái vali để ông được đi theo chân ông Trần Nguyên Thắng đi khắp nơi trên thế giới. Đó là giấc mơ của nhà văn Nguyễn Tuân, không phải ai cũng được đi nhiều như anh Trần Nguyên Thắng. Một câu chót thật le thôi, 15 giây. Nếu muốn liên lạc với anh để mà theo chân anh đi khắp nơi thì liên lạc sao? Xin quý vị có thể gọi điện thoại, hoặc là chúng ta đi vào cái website của AT&T Travel@yahoo.com hoặc là AT&T@travel.com. Tức là hai cái giống nhau. Bây giờ số điện thoại của anh là sao? AT&T Travel.com. Còn số điện thoại thì nếu mọi người muốn quay về anh? Dạ, 714-841-2868. Chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng, giám đốc điều hành AT&T Travel and Tours, đến đây là chấm dứt. Đinh Quang Thái xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.